Ok, chào các bạn. Cái này là cái hộp MOR GE100. Cái giá của cái hộp này thì 1 triệu 9 tới 2 triệu khoảng đó. Ok, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cái cách sử dụng cho cái này và hướng dẫn cho cái cách làm cái tiếng trên này. Dĩ nhiên làm trên này mình làm mà mình sẽ chú trọng về cái việc hướng dẫn sử dụng chứ không phải làm cho nó hay trong lúc này nha. Quan trọng là các bạn nắm bắt được cái cách sử dụng của nó. Ok. Đầu tiên là cái gì? Khi mình mở nguồn lên mình gâm vô cái này. Đúng không? Mình mở nguồn lên mình sẽ gâm vô nút này. Cắm vô thì nó sẽ hiện lên. Có nghĩa là trong cái quá trình sử dụng mà khi mà mình trước khi mình tắt cái này nó ở chỗ nào á thì nó sẽ hiện lên ở trên đó. Ví dụ như mình tắt mà cái này nó đang ở U2 thì khi mình mở lên trở lại nó cũng sẽ là U2. Đâu rồi, ok đây. Khi mình mở lên trở lại nó cũng là U2 luôn. Rồi, nó nè. U là cái gì? U là cái phần mình có thể chỉnh sửa được, là nó gọi là user á, trong tiếng Anh nó là use, là cái phần sử dụng. Còn nó thêm một cái phần nữa, đó là cái phần P này có nghĩa là cái phần preset nó có sẵn. Cái này nó không chỉnh sửa được nha, nên mình vô chỉ vô phần U thôi. Thì mình sẽ đi từ đầu, đi phần từ U1. Ok. Rồi. Cái rắc này là rắc từ loa hoặc là từ mixer gì đó, từ cái loa. Còn cái rắc này là từ đàn, cắm vô đàn nè. Cái này là input, cắm vô đàn của mình. Cái này là output, cắm vô mixer hoặc là cái loa của mình. Ok, âm ly của mình. Rồi, thì bây giờ mở đầu là cho cái tiếng số 1 nha. Ok. Ok, cái tiếng số 1 này bây giờ mình sẽ lấy cái tiếng, mình làm tiếng clean trước nha. Tiếng normal á, cái tiếng để mà các bạn chặt á. Ok, ở trong này nó có một cái phần... Ok, vô nè, bắt đầu nè. Mình vô mình lăn, để ý cái hàng này nha. Để ý cái hàng chữ này nè. Mình lăn con chuột nó sẽ chạy nè. Ok, mình lăn cái này con chuột. Lăn cái nút này, cái núm này nó sẽ chạy qua này. Ok, cái phần này là FX. Có nghĩa là trong đó nó có phaser nè. Mình có thể chọn lựa cái khác. Ví dụ phaser, đúng không? Nó wow nè. Đó. Mình thay đổi cái khác. Chỉ có hai cái thôi, đó là phaser và wow. Thì bây giờ mình không có chọn, mình không có sử dụng hai cái này thì mình tắt nó đi. Ok, mình tắt nè, nhấn cái nút này. Tắt, đó nó sẽ hiện ra chữ on off nè, nhấn lại nè. On là có, off là tắt. Ok, nó sẽ mất wow. Hoặc là nó sẽ mất cái effect lúc nãy, nó chỉ còn lại cái volume thôi. Ok, cái này mình off rồi, bắt đầu mình lăn cái núm này tiếp theo nè. Cái này là cái hệ của distortion, mình chưa có làm đó, mình chưa có dùng. Ok, đó. Mình xoay nè, xoay cái này nha, thì nó sẽ ăn nè. Đúng không? Cái hệ này mình chưa dùng. Mình tạm thời off nó cái nè. Mình đang làm tiếng clean mà. Rồi, tiếp theo mình sẽ qua lấy cái arm nè. À, đó, nó nhảy qua nè, thấy không? Lăn qua nó nhảy qua nè. Thì nó ở tiếng clean nè, clean. Thì mình sẽ chọn một cái hệ tiếng clean nào đó mình cảm thấy ưng ý nhất. Rồi, thí dụ vậy. Cho lấy F clean luôn luôn cũng được. Hoặc là cái clean khác đi. Ví dụ như ok, F clean nha. Rồi thì mình sẽ nhấn cái này để chỉnh sửa nè. Nhấn cái này nó đi vô liver. Là to nhỏ đó, lăn nè. Lăn là thấy nó ăn không? 7, 8, 8, 10, 8, 4 nè. Nhấn nè, nhấn nó di chuyển để cho nó ăn. Ok, rồi đang ở liver nè. Liver là to nhỏ. Gain này cũng gần giống như vậy. Nhưng mà khi to nó quá trớn nó sẽ bị bể tiếng. Nghe giảm nhỏ lại mở to lên. Ok, để khoảng cỡ này vừa. Rồi phần low. Low là có nghĩa là phần bass, là phần ở dưới thấp. Tăng lên hay là giảm nhỏ gì đó tùy ý mình. Ok, hai là phần cao, cái âm thanh trap sáng tối đó. Ok, ví dụ như vậy. Rồi sau khi thấy cái này nó ổn rồi, bắt đầu cho nó nhảy qua tiếp. Ok, đúng không? Cho nó nhảy qua nè, lăn qua nè, nó nhảy qua NS này. Đó. Cái noise gain thì cái tiếng này mình đâu cần phải noise gain đâu. Noise gain là cái gì? Là cái nó khử tiếng ồn á. Để cho nó không có bị xì á. Nhưng mà cái đàn nó sẽ bị xì, nó sẽ nhiều, nó có nhiều lúc nó sẽ tốt hơn. Tại vì cái âm thanh mình không có ém nó lại, mình không có giống như cái miệng mình bóp nó lại gì. Ok, cái này không có cần. Mình tắt nó đi, on off nè, không? On off là mở tắt nè. Rồi, cái này là EQ, cái này là cần nè. Ok. Rồi, mình nhấn EQ thì mình có thể on. Mình thay đổi bằng cái này. 160 là cái tần số của cái phần bass, phần đồng dưới. Ok, cho nó lên. Hoặc này là tầng chính giữa, tầng mid, tầng trung á. Rồi qua bên này 32.000 là tầng sáng, tối, trep á.
cái thí dụ vậy sau khi được. Thấy không? Đó. Rồi mình làm cho nó trầm hơn chút xíu bằng cách là nâng nó lên. Mình theo cái tai nghe của mình nha. Cái quan trọng là các bạn có được cái cách sử dụng. Ok, qua cái most MOD này có nghĩa là cái kiểu. Trong này nó gồm có gì? Nếu như mình nhấn on lên là phaser. Đó, thấy không? Thay đổi kiểu khác thử. Thay đổi kiểu khác thì nó sẽ có cái gì? Tremolo. Vibrato là rung á. Rồi cái này mình không cần chưa, mình đang làm tiếng. Trong này nó có chorus nè. Trong này nó có chorus nè. Đúng không? Mình lăn mình sẽ thấy chorus nè. Nhưng mà tiếng này mình chút xíu mình sẽ làm sao. Ok, sau khi tiếp sau là mình sẽ lăn qua mình thấy delay nè. Cái này mình chưa cần delay, tắt luôn. Mình chỉ cần reverb nè, lăn qua sẽ thấy reverb. Ok. Reverb khoảng này cỡ này đủ rồi. Ok, sau khi cái tiếng này xong mình nhấn lưu lại, mình nhấn chữ save nè. Chữ save nó là lưu lại đúng không? Rồi nó sẽ say đang ở U1 nè. U1 mình nó nói là mình muốn tên gì thì mình ghi tên vô thôi, thì mình sẽ lăn con chuột nè. Ví dụ như nó đang ở chữ A nè đúng không? Khi mình lăn qua chỗ cái chỗ này nó sẽ mất đi. Nó không còn chữ nữa. Mình lăn qua cái chữ gì mình muốn, thí dụ như là chữ ví dụ như cái tiếng này là tiếng clean thì mình ghi là ngay chữ A này mình xoay con chuột nè, thấy không? Nó sẽ qua chữ C, rồi mình nhấn thêm cái nữa nó hiện qua như này. Ok, thì chữ clean CL đi. Rồi, nó bắt đầu nó hiện qua chữ này thì mình nhấn thêm nó ở số 1 đi, ví dụ như vậy. Rồi clean L 1. Rồi, xong cái mình nhấn xoay thêm cái nữa nè, nó sẽ lưu lại nè. Đó, thì cái tiếng này vừa mới làm xong nè, nó lưu nè. Đó. Ok, rất là hay. Ví dụ như vậy. Cho nó dày hơn. Tùy theo cái đàn. Tiếng này là tiếng để chặt accord. Ok, rồi. Mình đi qua thêm cái tiếng khác. Lấy từ cái tiếng này luôn để cho nó cùng volume á. Cái này là cái gì? Dặn qua nè. Cái vì mình có thể nhấn lên xuống. Đúng không? Hoặc là mình xoay cái này. Nếu trong trường hợp mình để trên bàn mình sử dụng thì mình xoay cái này. Còn nếu như mình đang dùng để dưới bàn đạp, dưới cái chân, mình nhấn hai cái này nè cho nó qua lại. Ok. Rồi cái tiếng 1 nó xong rồi. Cách thức làm giống y chang vậy. Thì bây giờ mình qua tiếng 2 cũng từ cái này luôn. Mình cho thêm cái tiếng chorus vô. Nhấn cái mode này. Ok, xong mình nhấn on. Thấy không? Rồi, chỉnh thôi. Cho tiếng nó bay lên chút xíu. Đẹp là độ sâu ha. Mid là lớn nhỏ. Nhiều ít á. Rồi, cái này. Cái này là nó hiệu ứng nè. Nhiều ít. Vừa đủ thôi. Có nghĩa là tiếng xoáy của nó làm cho cái đó trở nên tác dụng nhiều hơn á. Ok. Rồi cái mid này. Cái mid này nè. Mình nhiều ấy. Có nghĩa là cái quan trọng là cái cách thức bạn nắm được thôi nha. Chứ nó mình sẽ không cố làm cho nó hay lúc này. Ok, sau khi xong mình sẽ nhấn save đi. Ví dụ save mình cho nó qua u mấy gì đó tùy mình. Mình nhấn lên nè, nhấn cái nút này nè. Đó, thấy không? Nó lên U2, nó sẽ lưu U2. Rồi mình nhấn tên thôi, thay đổi thôi. Nhấn cái tên thí dụ như là clean 1. Đúng không? Bây giờ mình qua clean 2 đi. Ví dụ như vậy đó, clean 2 xong mình nhấn xây lại. Ok. Xây nè. Nhưng mà cho nó qua U2. Xây. Xây lại. Ok, nó clean 2 rồi đó. Nào. Clean 1 nè. Cái này để chặt nè. Cái này để rải nè, thí dụ như vậy nha. Rồi cũng từ cái tiếng này mình làm thêm cái tiếng distortion nào đó đi. Cái này tiếng solo. Ok. Rồi từ cái tiếng này mình chọn thêm một cái preset để mình solo. Mình lăn cái này trước, lăn cái này nè. Ok, mình sẽ thêm phần distortion vô. Nhấn on, đúng không? Bắt đầu chọn. Chọn thì mình lăn cái này.
Đó, nhìn. Mình chọn cái hệ tiếng nào mình cảm thấy ưng ý thôi. Classic OD cổ điển á. Mình thay đổi cái khác. Modern rock. Nó có nhiều á. Này là vintage OD. Ví dụ như vậy, nó đang có một cái cái mod cái trong này. Tắt nó được. Ok, nó lại nè. Ok, ví dụ như đây là cái vintage OD. OD có nghĩa là over the drive. Okay, over drive. Bây giờ mình chỉnh sửa nè. Rồi, ví dụ volume mình muốn to nó lên thì cho to lên. Không, drive này là cái độ phơ nó nhiều hơn chút nè. Ví dụ như vậy. Không. Đó, ví dụ vậy rồi nó thiếu cái phần cho nó thêm cái phần delay vô chút xíu thôi, cho nó thêm chút xíu delay nó ngon lên để cho mình solo cho nó hay thêm á. Ví dụ như cái này đi, lấy đại một cái đi, volume nâng lên 30. Này là độ lớn á, mở càng to nó càng lớn nè, quá lớn đi, để khoảng cỡ 30. Rồi cái feedback này có nghĩa là nó sẽ xảy ra cái việc mà nó nháy lại cái delay đó bao nhiêu lần. Để khoảng 15. 15 có nghĩa là thêm một lần nữa và nửa lần nữa. Nếu như mình để to lên nè, nó feedback quá nhiều. Ok, mình để khoảng 15 là vừa. Cái thời gian là nó xảy ra nhanh hay chậm, để khoảng cỡ 30 nếu như mình cho lên. Nó quá lâu luôn. Ok, để khoảng cỡ này là vừa đủ. Rồi sau đó nhấn xây lại. Cái này nó đang vị trí nè, U3, mình nhấn save thôi. Còn cái tiếng solo này, mình để solo hay là cái gì cũng được, mình nhấn save thôi. Ok, nó ra rồi đó. Rồi, cũng từ cái tiếng này, mình làm thêm một cái tiếng rip. Tiếng chặt mà không có delay thì mình vô này. Mình nhấn cái chữ delay mình nó off nó đi. Ok, xong. Mình nhấn save nè, nó đang ở U3 đúng không, nhấn U4 lên nó save. Xong rồi ghi lại cái tên thôi. Ghi lại cái tên. Rồi, đang ở dưới S này, ghi lại dưới tên RIP, dưới Rhythm á, RH I, I dài. Đúng không? RH I T T H. Xong chữ M nữa. Rồi, RIP 1, ví dụ như vậy. Xong nhấn save lại thôi, nhấn save lại là nó sẽ ở U4. Rồi, nó nè. Ok. Rồi cái U3 lúc nãy tiếng solo nè. Ok, ổn. Ok, cái cách vận hành nó là như vậy, cách sử dụng. Còn cái này là cái tune dây nè, hold for tuning. Nhấn hai cái này cùng thời điểm nó sẽ hiện ra nè. Mình tune nó sẽ chữ Y là đúng nè, ở dưới này là thiếu, trên này là dư, đúng không? Chữ Y là đúng, dây 1, dây 2, dây 3. Ok, cứ vậy hết 6 dây thôi, nhấn thoát nè. Thoát ra trở lại. Ok, được 4 tiếng như vậy thì mình muốn thêm làm tiếng nữa thì mình có thể làm thôi. Solo đó. Ở đây là cái clean. Ốc này nó có thêm một cái phần nữa là rip này nha, anh nhắn vô chữ rip này.
chị thấy không? Còn hôm đó thì anh sẽ xoay cái phần này nè, anh xoay cái chữ này thấy cái drum nè, thấy không? Anh nhấn vô chữ riff, nó sẽ nhấn nè, nó đánh nè, nghe không? Rồi mình thay đổi cái riff nè, hoặc là thay đổi tempo, mình nhấn xuống cái này đó mà thay đổi nè, thay đổi cái riff khác á. Còn không thì anh sẽ nhấn tempo này, anh nhấn thêm nó sẽ tempo nhanh hay chậm, được không? Anh nhấn thêm cái nữa là volume to hoặc là bật nhỏ đó, vậy đó. Đó là cái phần sử dụng trống để mình đánh thôi.